chào quý vị đang đến với bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị, sáng hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Võ Văn Thiện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tô Thị Bích Châu. Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác, nơi làm việc của người tự ứng cử. Trong đó 39 trên 50 người ứng cử đại biểu Quốc hội đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50%. 11 trên 50 người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa 15 tại thành phố, có 30 đại biểu Quốc hội, trong đó thành phố giới thiệu 17 đại biểu, trung ương giới thiệu 13 đại biểu. Thành phố Hồ Chí Minh có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bao gồm 39 người để chọn ra 38 người. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã bỏ phiếu kín chọn ra 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Có 161 trên 169 người ứng cử đạt tỷ lệ trên 50%, 8 trên 169 người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%. Trước hội nghị hiệp thương lần thứ 3, đã có 2 trường hợp xin rút tên khỏi danh sách ứng cử. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất chọn ra 159 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong cái quá trình gắn kết với lại khu phố, tổ dân phố và địa bàn khu dân cư, thì các ứng cử viên cũng tạo được những cái uy tín và giúp cho cái hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cũng khá thuận lợi. Việc hiệp thương của các cái mặt trận ở huyện và của phường thì cũng khá thành công, đặc biệt là ở thành phố Thủ Đức. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh công bố chậm nhất là vào ngày 28 tháng 4 năm 2021 theo đúng quy định. Tính đến cuối ngày hôm qua, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo về cơ sở vật chất, nhân sự ở các đơn vị bầu cử. Sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, thành phố Thủ Đức và các quận huyện đã đồng loạt niêm yết danh sách cử tri để người dân rà soát, kiểm tra, đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Các địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành niêm yết công bố danh sách cử tri từ ngày 13 tháng 4 để người dân kiểm tra thông tin. Một số địa phương như quận 3, huyện Bình Chánh đã sáng tạo trong việc đưa danh sách cử tri vào cổng thông tin điện tử của địa phương nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận và kịp thời điều chỉnh sai sót, đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 5,6 triệu cử tri là những người đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử. Dự kiến ngày 12 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất việc phát thẻ cử tri. Công tác thông tin tuyên truyền bầu cử đã hoàn thành 95% các bảng cụm pano vị trí tuyến đường dành cho việc cổ động chính trị trên địa bàn thành phố, tiếp tục vận động các đơn vị doanh nghiệp sở hữu các trụ bảng màn hình quảng cáo thương mại kết hợp với cổ động chính trị, quảng cáo thương mại dành 30% thời lượng để tham gia phục vụ công tác tuyên truyền. Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 14 tháng 6, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, sớm hoàn thành danh sách người phục vụ cho 3.312 điểm bầu cử trên địa bàn thành phố. Với sự nỗ lực từ Ủy ban bầu cử thành phố, các tiểu ban bầu cử và các địa phương đơn vị trong công tác chuẩn bị bầu cử, tạo sự chuyển động mạnh mẽ trên toàn địa bàn thành phố. Sau khi hiệp thương lần 3 là bắt đầu vô tuyên truyền cho cái việc mà tổ chức tiếp xúc cử tri, rồi mạng đàm tiểu sử ứng cử viên, rồi theo dõi nhiều việc chúng ta phải làm, thì tôi đề nghị các đồng chí phải có cái tập trung và chú ý nó đi sâu đi nhuyễn vào từng cái hộ dân, từng cái người dân, từng cái đặc thù của địa phương, để cho tất cả người dân đều nắm và hiểu về cái ý nghĩa, về cái mục đích của ngày bầu cử và hiểu về luật, để từ cơ sở đó người ta thực hiện được cái quyền và nghĩa vụ của người công dân.
thì cái kết quả bầu cử nó sẽ đạt cái chất lượng cao. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đến ngày 23 tháng 4 là hạn cuối, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phải bàn giao danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Bầu cử Quốc gia, thành phố Thủ Đức và các quận huyện sẽ bắt đầu thực hiện việc công bố danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trước ngày 3 tháng 5. Tiếp đó, hoạt động vận động bầu cử sẽ được tiến hành từ ngày niêm yết công bố danh sách ứng cử viên cho đến 24 giờ trước thời điểm bầu cử là ngày 23 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, Quốc hội khóa 14 là một nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những thành tựu và dấu ấn nổi bật, tiếp tục gần dân, sát dân, có nhiều đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như hoạt động ngoại giao nghị viện. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu khi nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Quốc hội khóa 14 được cử tri cả nước bầu ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2016. Trong 5 năm qua, phương thức hoạt động của Quốc hội không ngừng được đổi mới, hoàn thiện, thích ứng linh hoạt với yêu cầu thực tiễn. Điển hình là việc kết hợp họp trực tuyến và trực tiếp tại nhà Quốc hội trong thời điểm có dịch COVID-19. Các phiên chất vấn đi vào cụ thể từng nhóm vấn đề, tập trung vào những vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Đại biểu hỏi nhanh, Bộ trưởng, trưởng ngành đáp gọn, đúng trọng tâm, nhận trách nhiệm thẳng thắn. Nếu mà để đánh giá một cách khái quát nhất, một nhiệm kỳ thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Và có thể nói một cái nhiệm kỳ mà cái tính dân chủ được phát huy rất mạnh mẽ, nhưng dân chủ trong kỷ cương, theo quy định của hiến pháp, pháp luật. Có rất nhiều những cái vấn đề nóng, không riêng gì giáo dục, không riêng gì y tế đâu, mà những vấn đề như môi trường, điện, an sinh xã hội khác, chống tham ô tham nhũng. Chúng ta có thể thấy rất rõ là cái tiến trình dân chủ trong thời gian vừa qua, trong đặc biệt là trong kỳ khóa Quốc hội 14 ấy, là rất rõ rệt. Công tác lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội khóa 14. Sau 11 kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 73 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Các nội dung giám sát đã bám sát được các vấn đề của xã hội, phương thức giám sát đã được đổi mới, đã được cải tiến và có căn cơ bài bản hơn. Nó không phải chỉ là giải quyết những cái vấn đề hiện nay, mà nó còn là cái chiến lược để có những cái giải pháp cho thời gian sắp tới. Thứ ba, đó là cái vấn đề tranh luận. Người ta nói rằng là Quốc hội trước đến giờ là Quốc hội tham luận, nhưng từng bước đã chuyển sang là Quốc hội tranh luận. Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết quan trọng, tạo điều kiện cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Quốc hội thông qua nghị quyết về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Quốc hội thông qua nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Tôi được thông tin mới đây nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cũng như bản thân Thủ tướng Chính phủ đã có một sự tháo gỡ một cách mạnh mẽ trong cái chương trình chống ngập với giá trị hơn 10.000 tỷ dành cho thành phố Hồ Chí Minh để có điều kiện là chăm lo cho an sinh xã hội và phát triển thành phố một cách tốt hơn nữa. Có thể nói rằng là thành phố Hồ Chí Minh rất được sự ủng hộ và tạo điều kiện của các Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện các nội dung và được Quốc hội thống nhất thông qua tạo điều kiện cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Nhiệm kỳ 5 năm với 11 kỳ họp không ngừng đổi mới về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, với tinh thần làm việc trách nhiệm, tâm huyết của gần 500 đại biểu luôn nêu cao trách nhiệm trước cử tri, nhân dân. Những thành quả của hoạt động Quốc hội khóa 14 sẽ tạo nền tảng quan trọng để Quốc hội khóa 15 tiếp tục kế thừa, phát huy, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục điểm báo.
Một diễn đàn chủ nhật trên báo Quân đội Nhân dân số ra sáng nay phản ánh tình trạng vài tháng qua ở những tỉnh thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh, điển hình là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giới cò đất thực hiện nhiều chiêu trò tung thông tin không rõ ràng để thổi giá bất động sản, tạo sốt đất ảo. Thủ đoạn thường gặp là bịa đặt đề xuất xây dựng dự án hạ tầng quan trọng như sân bay, đường cao tốc, khu đô thị. Giao dịch chủ yếu là lướt cọc sang tay chứ không có giao dịch thật. Giá bất động sản quá cao so với giá thị trường khiến cho thị trường bất ổn, gây nhiều rủi ro cho người mua, mất an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc triển khai dự án thật. Các chuyên gia cho rằng cần có cơ chế chế tài mạnh hơn đối với vi phạm này để chấm dứt cơn sốt ảo. Trang 10 báo Người Lao Động số ra sáng nay có bài xe tiêu thụ chậm giá vẫn cao. Ghi nhận trong khoảng thời gian từ Tết âm lịch đến nay, các đại lý thường xuyên thiếu xe máy để bán. Nguồn cung từ hãng xe không đủ, các cửa hàng đã đẩy giá xe lên cao hơn mức đề xuất dù Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam thống kê cho thấy sức mua cho thị trường hiện đã giảm. Năm 2019, tiêu thụ của các thành viên Hiệp hội đạt trên 3,2 triệu chiếc, đến năm 2020 chỉ có 2,7 triệu chiếc. Riêng trong quý 1 năm 2021 chỉ đạt 701.454 chiếc. Từ rạp chiếu phim, sân khấu kịch cho đến các loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương, hát bội, khán giả đang ngày càng đòi hỏi các tác phẩm phải chất lượng, chỉnh chu và tâm huyết. Nhu cầu và thị hiếu thường thưởng thức tăng lên, đặt ra yêu cầu người làm nghề phải tự thay đổi. Ở khía cạnh tích cực thì việc chạy theo thị hiếu khán giả sẽ mở ra cơ hội phát triển cho các loại hình nghệ thuật truyền thống, thoát khỏi viễn cảnh bị mai một. Bản chất của nghệ thuật không hàn lâm, xa rời thực tế, càng không thể tự gắn mác kén khán giả để ngừng sáng tạo. Chính những người làm nghề cần có định hướng dài hơi trong phát triển nghệ thuật truyền thống, sáng tạo tinh tế hơn, vừa đáp ứng thị hiếu, vừa giữ được linh hồn nghệ thuật. Thông tin trên trang 3 của báo Sài Gòn Giải Phóng. Có thể thấy bên cạnh quyết tâm của lực lượng chức năng trong đảm bảo an ninh trật tự, công tác chống dịch COVID-19 hiệu quả cũng là điểm sáng của Thành phố Hồ Chí Minh. Hai yếu tố quan trọng này kết hợp với nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đã giúp thành phố đứng đầu cả nước về chỉ số thu hút đầu tư nước ngoài FDI. Thống kê của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quý 1 năm 2021, thành phố có 3 dự án mới, vốn đầu tư đăng ký trên 120 triệu đô la Mỹ. Hãng xe đến từ Italy này đang chuẩn bị rót hàng triệu đô la Mỹ vào Việt Nam để đầu tư sản xuất phục vụ xuất khẩu. Hiện tại, chúng tôi đang có tham vọng sẽ đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất động cơ xe máy lớn nhất của Peugeot trên toàn cầu. 3 tháng đầu năm 2021, sau loạt dự án có quy mô khủng trị giá lên tới tỷ đô, được trao giấy chứng nhận đầu tư, lĩnh vực thu hút FDI lại tiếp tục có tin vui. Hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trong 4 tháng thì cái kim ngạch xuất khẩu của các khu chế xuất khu nghiệp đạt được là khoảng 1,5 tỷ đô la, thì cũng tăng khoảng 15% so với lại cùng kỳ năm ngoái. Thì các con số này thể hiện rằng là các cái doanh nghiệp trong các khu chế xuất và khu công nghiệp, kể cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, thì có cái sự hồi phục rất là tích cực. Trong năm nay ta có thể đạt kỳ vọng là thu hút đầu tư nước ngoài là trên tỷ đô la vào Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chú ý là thành phố chúng ta không phải là thu hút đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, mà mục tiêu định hướng phát triển của thành phố là thu hút đầu tư vào những cái ngành là công nghệ cao, công nghệ sáng tạo và các lĩnh vực dịch vụ. Hiện quy mô bình quân của các dự án cấp mới và các dự án điều chỉnh vốn trong quý 1 đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, vốn giải ngân tăng 6,5%. Diễn biến này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục mở rộng khu công nghiệp, khu chế xuất để đón dòng đầu tư. Nguồn lực trong nước thì hiện nay hạn chế rồi. Trong khi đó thì mình có những lợi thế về lao động giá rẻ, lợi thế về cả FTA mới ký kết thì vẫn phải tiếp tục khuyến khích những khu vực đó thôi. Xây dựng cái chương trình kết nối giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp, xây dựng các chính sách và các cái gói hỗ trợ ưu đãi rất là thiết thực đối với lại các cái hoạt động sản xuất trong khu. Xa hơn nữa thì có thể phối hợp với lại ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp của các tỉnh để xây dựng cái chuỗi cung ứng, chuỗi liên kết, kết nối cung cầu giữa các cái doanh nghiệp với nhau. Tháng 2 vừa qua, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản cho biết gần 47% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam dự kiến sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh trong vòng 1-2 năm tới. Tương tự, Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN hồi tháng 10 năm 2020 thông tin 72% doanh nghiệp EU đang ở Việt Nam có kế hoạch mở rộng quy mô. Trước vận hội này, nhiều chuyên gia đánh giá ổn định kinh tế vĩ mô và tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh là tiền đề quan trọng nhất để giữ sự hấp dẫn đầu tư của Việt Nam trên thị trường thế giới.
Những năm gần đây, biến đổi khí hậu ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Biểu hiện chính là những đợt mưa lớn bất thường vượt mức lịch sử, triều cường liên tục phá đỉnh 3 năm liên tiếp trên sông Tiền, sông Hậu, sông Sài Gòn, Đồng Nai. Từ đó tình trạng ngập úng đô thị đang ngày càng nhức nhối. Đó là một trong số nhiều thông tin quan trọng về phòng chống thiên tai năm 2020 và nhận định tình hình khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ từ nay cho đến cuối năm 2021 do Tổng cục Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố. Những tháng đầu năm 2020 có tổng cộng 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, nhưng không có cơn bão nào ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Bộ. Nhưng năm nay, theo dự báo, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện sớm trên khu vực Biển Đông. Hình thái thời tiết với nhiều cơn mưa bất chợt, sau đó lại nắng nóng oi bức những ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ cũng đang cho thấy sự khó lường của thời tiết và yêu cầu mới đặt ra cho công tác dự báo. Trong lĩnh vực cái ngành của chúng tôi thì từ khâu quan trắc cho đến khâu truyền số liệu cho đến khâu dự báo thì chúng ta tạo thành một cái hệ thống đồng bộ để làm sao mà cái thông tin, kết quả dự báo của chúng ta nhanh nhất, sớm nhất và cái độ tin cậy cao nhất. Về thủy văn, tình hình lũ đồng bằng sông Cửu Long, khô hạn, xâm nhập mặn, thủy triều cũng diễn biến phức tạp. Thông tin dự báo dài hạn giúp cho các địa phương lên kế hoạch điều tiết sớm. Đây là những thông tin rất quan trọng cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, trữ nước ngọt cho sinh hoạt sản xuất nông nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Công tác khí tượng thủy văn trong những thời gian tới cần được quan tâm và đầu tư nhiều hơn với cái mục tiêu bản tin dự báo đưa ra phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo nhận định, mùa mưa năm nay ở Nam Bộ sẽ diễn ra sớm hơn so với mọi năm, có thể bước vào mùa mưa khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5. Vào thời điểm tháng 9 và tháng 10, một số cơn mưa có lượng mưa trên 100mm sẽ tác động lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Vì diễn biến mưa năm nay phức tạp, bên cạnh sự lưu ý của mỗi người dân, thì năng lực được nâng cao trong công tác dự báo khí tượng thủy văn sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro thiên tai. Diễn biến dịch COVID-19 tiếp tục phức tạp tại Campuchia khi thủ đô Phnom Penh và thành phố Tak Mau bước sang ngày phong tỏa thứ ba. Đến chiều ngày 17 tháng 4, Bộ Y tế Campuchia đã ghi nhận thêm 291 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 290 ca liên quan tới sự cố lây nhiễm cộng đồng hôm 20 tháng 2. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo có thể kéo dài lệnh phong tỏa tại hai khu vực trên và mở rộng ra một số tỉnh khác tại Campuchia. Ông Hun Sen khẳng định nếu không có sự hợp tác của người dân, mục tiêu ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19 sẽ khó có thể thực hiện. Liên quan tới việc siết chặt lệnh phong tỏa, chính phủ Campuchia khẳng định rằng bất kỳ cá nhân nào vi phạm các biện pháp phong tỏa sẽ bị phạt theo luật phòng chống COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, những người đã về quê tại các tỉnh trong dịp Tết Chon Chanam Thamay cổ truyền sẽ không được phép quay trở lại thủ đô trong thời gian phong tỏa từ ngày 15 đến 28 tháng 4. Tính đến nay, Campuchia đã tiêm vaccine cho hơn 1 triệu người và có kế hoạch tiêm chủng cho khoảng 10 triệu trong hơn 16 triệu dân cả nước. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ nhóm họp tại thủ đô Jakarta của Indonesia vào ngày 24 tháng 4. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhiều vấn đề mà nổi bật là cuộc khủng hoảng tại Myanmar. Đây cũng là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của các nhà lãnh đạo ASEAN sau hơn một năm rưỡi. Công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN đang được gấp rút triển khai. Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing sẽ tham dự cuộc họp cùng với các nhà lãnh đạo ASEAN. Trước đó, Brunei, nước chủ tịch ASEAN năm 2021, đã lên tiếng ủng hộ tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN nhằm thảo luận tình hình tại Myanmar. Các nước láng giềng của Myanmar đã tích cực kêu gọi tiến hành đàm phán giữa các bên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại nước này. Dù Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt gây khó khăn cho Cuba, song La Habana vẫn có thiện chí muốn tiến hành đối thoại với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Đây là khẳng định của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Đại tướng Raúl Castro, đưa ra tại phiên khai mạc Đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra vào ngày 16 tháng 4. Trong báo cáo chính trị trình bày tại phiên khai mạc Đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba, Đại tướng Raúl Castro khẳng định Cuba đã bảo vệ được những thành tựu xã hội quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội, bất chấp Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc đảo này.
Ông Raúl Castro cũng nhấn mạnh dù Mỹ triển khai chiến tranh kinh tế nhằm vào Cuba, gây ra bất bình trong xã hội, song ông vẫn bày tỏ thiện chí muốn tiến hành cuộc đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và xây dựng mối quan hệ mới với Mỹ. Ông cũng khẳng định Cuba sẽ không bao giờ từ bỏ các nguyên tắc cách mạng và chủ nghĩa xã hội. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt ngày càng tăng của Mỹ và đại dịch COVID-19 đã khiến kinh tế Cuba tăng trưởng âm 11% trong năm ngoái, mức giảm thấp nhất kể từ năm 1993. Đảo Mộng Mơ, cuốn sách chỉ cần nghe tên thôi đã có thể thấy được một phần nào nội dung của tác phẩm. Đây là một cuốn sách viết về tuổi thơ tiêu biểu của Nguyễn Nhật Ánh. Sau 10 năm ra mắt, tác phẩm Đảo Mộng Mơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn nhận được sự yêu mến từ bạn đọc nhiều lứa tuổi và in hơn 30 lần liên tục. Cuốn truyện dài Đảo Mộng Mơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được xuất bản lần đầu năm 2010 và trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong hội sách Thành phố Hồ Chí Minh năm đó. Giọng văn của Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn thế, trong sáng, dí dỏm, đầy ấp thực tế tâm lý, hành động và ngôn ngữ của trẻ nhỏ. Đảo Mộng Mơ kể về câu chuyện phiêu lưu với lát cắt đời sống của những đứa trẻ 9 đến 10 tuổi, giàu trí tưởng tượng. Chúng mơ mộng, tưởng tượng và tự làm hiện thực hóa những khao khát của mình. Và từ đó hiểu rằng, đối với trẻ con, nhu cầu được tôn trọng đôi khi lớn hơn gấp bội so với nhu cầu được yêu thương. Cũng như giải đáp những băn khoăn của các bậc cha mẹ, làm sao có thể giữ gìn sự trong trẻo hồn nhiên mãi cho con mình. Với cái đũa thần kỳ đó thì các em có thể biến một cái thế giới hàng ngày thành một cái thế giới cổ tích. Thì tôi gọi đó là những cuộc phiêu lưu của tâm hồn. Mà tôi nghĩ là tất cả người lớn chúng ta thì lúc còn bé ai cũng có một cái đũa như vậy. Nhưng càng ngày càng lớn lên thì chúng ta đánh bắt cái đũa đó rồi. Chúng ta nhìn bằng ánh mắt thực tế, bằng cái trải nghiệm. Thành ra cuốn sách này đối với tôi thì tôi muốn gửi tặng các tác giả trưởng thành để các bạn nhớ là mình có một thời như vậy, và đồng thời qua đó sẽ thông cảm đến những ước muốn, đến những cái mơ mộng kỳ diệu mà đôi khi người lớn mình cảm thấy khác thường là trẻ em. Còn với trẻ em thì cuốn sách này coi như tôi muốn tặng các em một cái tấm gương xinh xắn để khi nhìn vào tấm gương các em thấy chính mình và bạn bè mình. Để đặt dấu mốc kỷ niệm chặng đường 10 năm của tác phẩm, công ty cổ phần văn hóa Đông A Books đã phát hành Đảo Mộng Mơ ấn bản đặc biệt như một món quà dành tặng cho các độc giả. Được độc giả đón nhận trong cái khoảng thời gian như vậy với nhiều thế hệ bạn đọc khác nhau thì đó là một cái niềm vui rất lớn với bất cứ một nhà văn nào. Mà cái niềm vui đó nó càng nhân đôi. Cái cuốn sách mà kỷ niệm 10 năm ra mắt này được Đông A xuất bản là với một hình thức rất đặc biệt, rất là đẹp. Thậm chí có những cái bản mà làm bằng thủ công với những cái nguyên liệu ngoại nhập hay làm cuốn sách tự nhiên nó trở thành nó lung linh hơn. Ngoài 3.000 bản kỷ niệm được phát hành rộng rãi, Đông A còn ấn hành 106 bản đặc biệt làm thủ công có chữ ký trực tiếp của tác giả và đóng dấu đỏ của Đông A dành cho người sưu tầm và chơi sách. Sáng hôm qua, tức ngày 6 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, đã thành kính tổ chức lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ. Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ đã khởi dựng cơ đồ, đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam, cầu cho xã tắc thịnh vượng, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn. Tương truyền, Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tuần du đến vùng Đà Giang, gặp nàng Âu Cơ xinh đẹp, kết duyên và sinh hạ bọc trăm trứng, nở thành 100 người con. 50 người con theo cha xuống biển, 49 người con cùng mẹ lên non, mở mang bờ cõi. Người con trưởng ở lại làm vua, hiệu là Hùng Vương. Nòi giống tiên rồng bắt nguồn từ đó. Đây cũng là khởi nguồn của hai tiếng đồng bào, hùng đúc nên sức mạnh trường tồn là lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tin cập nhật. Thưa quý vị, theo tin từ Bộ Y tế, lúc 6 giờ sáng nay, nước ta không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy, 12 giờ trôi qua, số ca mắc COVID-19 vẫn là 2.781 ca. Hiện có 56.250 liều vaccine đã được phân bổ cho Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai tiêm chủng đợt 2. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.